3 loại trái cây khô người có đường huyết cao không nên ăn. 1. Nho khô. Nho khô có đường tự nhiên và lượng carbon hydrate dồi dào, vì vậy nó có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu. Người bị tiểu đường nên cân bằng lượng carbon hydrate và lượng đường nạp vào cơ thể để duy trì lượng đường trong máu ổn định. 2. Quả sung khô. Quả sung khô rất giàu chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác, tuy nhiên nó cũng chứa đường tự nhiên và carbon hydrate. Do có carbon hydrate và đường nên lượng đường trong máu bạn có thể tăng đột biến, gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe khi bạn ăn quả sung khô. 3. Xoài sấy khô. Xoài sấy khô chứa rất nhiều đường tự nhiên vì quá trình sấy khô đã làm cô đặc hàm lượng đường trong đó. Vì vậy, nếu bạn tiêu thụ loại quả sấy khô này, nó có thể làm tăng lượng đường trong máu, gây nguy hiểm cho người bị tiểu đường. Người bị tiểu đường nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi thêm trái cây khô vào chế độ ăn uống của mình để hấp thụ lượng đường phù hợp với tình trạng sức khỏe.